Trending video. Nếu như em thèm muốn đi chỗ khác, chị nói là không biết dọn đến đâu để sống là không được. Nhưng mà tôi thực sự không biết mà. Không cần là bộ mặt ngây thơ như không biết điều gì hết. Tôi biết là chị đang nói dối thôi. Làm sao chị lại biết được tôi đang nói dối chứ? Hay là nói dối giỏi quá nên biết người ta đang nói dối? Nè, chị đang chửi tôi sao? Không có đâu, tôi không có chửi đâu. Tôi chỉ đang nghi ngờ thôi. Mẹ ơi, mẹ đừng cãi nhau như vậy với dì Alpha. Dì Alpha sợ không thể nào thắng được chúng ta. Vì con bé nhà quê mà dì Alpha đưa đến đây không thắng nổi con. Bây giờ chỉ còn một mình con là đối thủ mà thôi. Dì chưa từng nghĩ con là đối thủ bởi vì sao? Dì Ethan chưa từng quan tâm đến con chút nào hết. Và những người đàn ông của nhà này chưa từng để mắt đến phụ nữ của nhà quý bà Ma ra sĩ. Dì Alpha thấy sợ sao? Cũng đúng thôi mà. Vì cô gái mà dì Alpha đưa đến đây là con bé mồ côi, không có nhà có cửa, không biết có được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng hay không nữa. Nè Kate, nếu Kate không biết rõ về con bé thì không có quyền mà nói cái gì hết đó. Nhưng mà nói gì đi nữa thì cô Kate cũng không phải được cô ma ra sĩ nhận nuôi hay sao? Không biết con cái nhà có được dạy dỗ đàng hoàng không? Miệng lưỡi độc địa quá cô kia. Bà không cần đánh cô ta làm gì cho dơ tay đâu. Để đó tôi xử lý cho. Mày hả? Nè, chị dừng lại đi. Chị không được làm như vậy. Tại sao tôi không thể làm gì? Nhìn cô ta đi kìa. Chuyện đó có liên quan gì tới nhà của bác cô đâu. Hãy lại nữa hả, để tôi tát thêm một cái nha. Nè, dừng lại đi. Nè, lại đi, lại đi, lại đi mà. Dừng lại đi. Trái nhau chuyện gì ở đây chị? Anh Đạt, nhìn đi. Cô ta dám nói những lời thương tổn con gái của em đó. Thật sao? Em nên dạy dỗ lại người của em đi. Dạy cho biết kẻ trên người dưới là sao. Dạy cách nhún nhường. Chỉ là người giúp việc. Nếu như chủ nhân của cô ta không cho phép thì cô ta có dám hành động vô phép như vậy hay không? Anh Đạt à, anh cũng phải xử lý cả Alpha cho em đó. Nếu không em không có chịu đâu. Đủ rồi đó, đủ rồi. Tôi xin lỗi chị được chưa? Xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Nè con, Kết à, con đâu cần phải thấy đau lòng như vậy chứ. Trời ơi, con gái của tôi thương quá à. Ai vậy? Dạ, Túc Tích đây. Vào đi. Bà Alpha bị làm sao vậy? Tôi không có bị làm sao đâu. Không bị làm sao mà sao phải uống thuốc? Không cần hỏi nhiều có được không? Dạ. Bà Alpha ơi, tôi xin lỗi bà Alpha vì đã làm cho bà phải đứng ra mà xin lỗi bà ma ra sĩ như vậy. Nhưng mà tôi đúng là không chịu đựng nổi khi thấy ai đó chỉ trích bà Alpha và người của bà. Cho dù tôi không biết cô ấy là ai và đến từ đâu, nhưng nếu như bà Alpha yêu thương á thì tôi cũng yêu thương như vậy. Cảm ơn nhiều nha, khi đã quý mến tôi. Túc Tích, cô đi nói với tài xế chuẩn bị xe cho tôi. Tôi muốn đi ra ngoài làm công việc. Dạ. Chị có biết Ethan đang ở đâu hay không? Ethan dọn ra khỏi nhà ngay lập tức, không kịp nói với ai hết. Con nhờ bác Ùn điều tra giúp con xem anh Ethan đã dọn đi đâu rồi nha. Được hết mà. Đối với bà Ma ra sĩ và cô Kết thì tôi lúc nào cũng sẵn lòng sẵn sàng ủng hộ hết. Rất tốt. Cảm ơn chị nhiều nha chị Ùn. Dạ. Nhà của tôi phải quét mỗi ngày, phủi bụi mỗi ngày cho tôi. Bất cứ đồ vật gì sử dụng xong phải để lại chỗ cũ cho tôi, tình trạng y như cũ mới được. Bởi vì tôi thích như vậy, hiểu chưa? Dạ tôi hiểu rồi. Còn phòng ngủ của tôi nữa, phải thay ga giường 2 ngày một lần. Quần áo của tôi phải giặt bằng tay mới được, không được giặt bằng máy. Quần áo phải giặt bằng tay, ga giường cũng phải thay, không biết phải sạch sẽ tới mức nào nữa. Nè cô cần nhận gì tôi đó? Cậu có thể nghe hiểu hả? Cậu nghe ra mà, cậu ở cùng với mẹ kế là người miền Bắc từ lúc còn nhỏ. Như vậy là không thể nói xấu anh ta nữa rồi. Phải rồi, không được dù chỉ một lần. Dạ. Nè, quét hết cả nhà, lau dọn sạch sẽ hết cho tôi đó. Nếu như thấy chỗ nào không sạch sẽ, bị trừ lương là cái chắc đó.
Nè, quét chỗ này nữa, còn chỗ này nữa nè. Dạ.